Hello nha anh em. Chào mừng tất cả cô, chú, bác, anh em ghé thăm kênh và mua hàng ủng hộ Thanh nha. Thanh chúc cô, chú, bác, anh chị em và các bạn nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Hôm nay Thanh lên một số đồ nghề Nhật Bản nha anh em, cô, chú, bác. Có cái gì bán cái đó ha. Thì bên mình vẫn là ship code và chuyển khoản. Anh em nào chuyển khoản trước thì mình bao phí vận chuyển. Còn ship code nhận hàng trả tiền thì anh em, cô, chú, bác trả thêm phí vận chuyển cho bên bưu cục giúp mình ha. Và mình sẽ lên mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay. Mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay là mã F1. Hôm nay mình lên mã F nha anh em. Mình có cây mỏ lết. Cái này size 2 tấc. Này nó để nè. Cái này của AGM. Nhà mở là 4 phân ha. Gian đồ thì người ta có xài thì nó có dấu thôi ha. Chứ cũng còn tương đối ha. Đây nó dính sơn thôi. AGM ha. Rồi cái này mã là F1, mình bán 170.000 ha. Cây mỏ lết dân nè. Mình bán 170. Lên mã F2, mình có cây kéo. Cái kéo này carton. Cái logo này là của Mitsu ha. Cái kéo này có chóc đen miếng nè. Cái này lưỡi thì mình thấy cũng còn tương đối ha. Củ vải mà nó phải như vậy nên nó có hơi có dấu ha. Đã có xài qua. Để mình kiếm miếng giấy mình cắt thử. Cái này cắt bén nha nè. Cắt thử miếng con miếng thiết. Cái này cắt bén. Và ngoại hình thì cũng không có được đẹp lắm. Đó. Nhưng mà nó cũng tương đối, không có bị mẻ ha. Rồi cây này mã là F2. Cái kéo của Mitsu này nè. Mình bán 210.000 ha. Lên mã F3. Mình có cây kéo ton. Cái này chiều dài là 27. Nếu mình quên đo cái kéo này nha anh em, mình đo lại ha. Nó chiều dài cái kéo này nãy là mình đo 25 ha. Cái này chiều dài 27. Cái từ cái mũi tới cái lưỡi này là 7 phân rưỡi ha. Cái này thì nó cũ, thường thường mấy cái kéo này ít có mới lắm nè, nó phải cũ ha. Cái này cái đời nó cũng cổ hơn mấy cái kéo kia. Cái gì chứ cắt cũng còn bán ha. Lưỡi thì nó có hơi ố xét xét. Thì anh em mua về vệ sinh lại là nó xài được ha. Đó. Cũ nha nè. Rồi cái này mình bán 160.000 ha. Cái kéo này nè. Lưỡi nó chỉ bị ố thôi, nó không có mẻ. Đó. Ha. Chỉ bị ố đây nè. Rồi cái này mình bán 160, mã là F3. Lên mã F4. Mình có cây mỏ lết. Cái này size đo đi em ơi, 21, mình đo chiều dài 21 ha. Nó đây là 29mm, chắc cái độ mở ngàm. Có lắm chữ dạ băng ở đây ha. Cái này của top. Mày cái thép nó đen vậy nè. Cái loại xo nó đứt ngang nha anh em ha. Cái kiểu nó vậy. Loại xo nó vậy nè. Anh em thấy hai cái màu khác không? Cái này ngàm nó chắc cỡ 29 á. Ta để như mình nghĩ chắc 29 đúng rồi. Ngàm 29. Cái này nó chỉ bị ố đây thôi anh em. Ố ha. Đó, miệng cũng còn tương đối nè. Đủ gơ ít lắm nha anh em, xịt đủ gơ. Đó, ngoại hình nó vậy đó. Bị ố chỗ này nè.
Rồi, cây mẫu lết này mã là F4, mình bán 250, 250 ngàn ha. Lên mã F5, mình có một cây mẫu lết size 3 tấc của Sun K đó, 3 tấc, ngoại hình cũng còn tương đối, không có đẹp lắm mà cũng không có tệ lắm. Để là CRV ha, hơi xét xét cho này một chút. Cái này cái lỗi nó có cái lỗ đây vậy, cái này không phải phan nha nè, mình thấy trong đó nó có cái dấu xi luôn. Ngàm mở là 3,5 cm, 3,5 ha, những còn tôi nói nè ha. Cái này người ta có, nó có kể cái số này nè ha. Cái này ra vô rất là mượt, cái của Sun Ren có độ gơ nhẹ ha. Thường là mấy cây mỏ lết nó phải vậy nha nè, đó có chạy nhẹ, hàng bãi thì nó vậy ha. Anh em mua thì khi chăm chế giúp đỡ anh em, chứ mới quà mình cũng không có ha. Rồi, cái này mã là F5, bán là 220 ngàn, cây mỏ lết size 3 tấc của Sun K này ha, bán 220. Lên mã F6, mình có cây búa này nè, chiều dài 31 năm, cái mặt đóng này mình đo là 3 phân đường kính đó. Như vậy mình đo là 10 phân 3. Đó, cái này mặt đóng cũng còn tương đối, nó chỉ có để số 1 ở đây thôi nè. Mình thấy cái này nó không có đóng chữ nha nè, không có đóng chữ. Mình coi coi, nó không có đóng chữ ha, kệ nó. Rồi, cái này mình bán 120 ngàn, nó cứ ngắt nó không có sụp xịt, ngoại hình cũng còn tương đối lắm nha anh em cô chú bác ha. 120, mã là F6. Lên mã F7, mình có một cây cần tự động của Ton. Cái cây này nó kiểu nó khác mấy cây bữa mình bán, nó có chốc xi ha. Kiểu nó khác, nó kiểu nó vậy. Có đánh chữ sao băng ở đây ha. Màn hình thì nó cũng không có được đẹp, nó có chấp si vài chỗ nha. Đó. Cái đầu của nó, đầu này đầu 1/2. Mình đo, nhiều khi anh em hay hỏi á, anh em ta hay hỏi á. Ngoại hình cũng không có được đẹp lắm. Rồi, cái này mình bán 200, mã là F7. Lên mã F8, mình bán hai cây này nè. Một cây cần trượt với cái đầu nối. Cần trượt này nó cũng cũ, chiều dài là 25. Cái này là 1/2 ha, này của Ton luôn nè, đầu này là 1/2. Cái này ha, nó có đóng chữ ở đây nè, sa băng Ton đây nó cũ nè, nó có khờn khờn chỗ này ha. Cái này là cái đầu nối, đầu nối này cũng của Ton luôn nè. Cái này nó có cái đầu khẩu của Ton mình kèm vô luôn ha. Cái đầu nối này mình đo là 15 tấc rưỡi ha. Đầu nối này 1/2 luôn. Nó có cái đầu, mình có cái đầu khẩu của Ton 24 nè, mình gắn vô đây kệ cho anh em ta có xài gì ta xài ha. Rồi mình bán cái này. Đó. Cái cần
cần cần trượt nè, với cái cây này ha, cái đầu nói nên giờ có xả gì xài, mã là F8 ha, mình bán 170 170 ngàn ha. Lên mã F9 mình có cây cần siết của Mitoloy nè ha, để chữ Mitoloy nè, có dấu zip ở đây, chiều dài mình đo là 27 năm ha, đó 27 năm mình đo đo kiểu này ha, cái này còn đẹp, đầu này 1/2 luôn ha, đầu 1/2, mình có cây khẩu của Mitoloy luôn nè, cái này khẩu 19 ha, mình của Mitoloy mình kèm ở đây luôn ha, cho nên người ta có xài gì người ta xài. À, cái này mình bán là 200 ha, 200 ngàn. Quên nữa, nãy cái khẩu này của Ton này, cái khẩu này là nó, cái khẩu này là khẩu 24 nha nè, 24, nó không có được đẹp lắm thôi, nhưng mà nó cũng còn xài ngon, nó chỉ bị dây xét thôi, xét đen đen trong thôi, mình không có vệ sinh nó chứ, cái đầu là nó còn im ha, đó. Mình lên tiếp mã F10, mình có cây dao bọc giấy nè, cái này nó mất cái nút bên đây ha, đó. Cái trong đây nó có được cũng 3-4 cái lưỡi trong đây nè ha, cái này sao nó không chịu búng lên nè ha, nó có lưỡi trong đó nè ha, được 3-4 cái lưỡi trong đây này, nó có 3 cái nữa, mình bỏ thêm 2 cái nữa ha, để mình soạn lên bỏ thêm 2 cái cho anh em xài video này ha, đó nó mất cái nút dẫn đây, thường thường mình mua mấy cái dao nó ưa mất cái nút dẫn đó nè, ngộ vậy đó ha. Cái này mình cũng bán thường, à, cái này mã là F10, nó mất cái nút dẫn nè, mình bán 160 để mình tìm thêm một cái lưỡi nữa cho 4 cái cho anh em ha, một cái thì chắc ăn có, còn mình có thì mình để thêm 2 cái ha, để mình gắn vô lại anh em ơi. Rồi, mã là F10 mình bán 160. Lên mã F11, mình có cây bấm bấm nút bấm lỗ gì nè ha. Trên đây nó bấm lỗ, ở dưới đây thì nó bấm nút. Cái này nó cũ ha. Cũ. Đó, cái hình này nè. Đó là tô hô. Cái này mình cũng có bán. Mấy cây mà nó đẹp hơn, cây này nó xấu hơn ha. Bấm gì nè. Đó, bấm lỗ thôi. Ha. Rồi, cây này mình bán 150. Nó có gỉ sét đây ha nè. Cái này ngoại hình nó cũng không có được đẹp. Ha. Chiều dài mình đo là 16. Mình bán 150 ha. Mã là F11. Mình lên mã F12. Mình có cây bấm cót, cái này chiều dài mình đo là 15 ha, cái này bữa mình đăng mình bán không được nên mình giảm giá mình bán như này, cái này thấy cũng còn im quá mà sao bán chậm ha. Nô 37 gì nè ha, dấu dép, cái này của Izumi, cái đầu cót của nó nè 2 1.25, 5.5 với lại 8 ha, Izumi, cái này thì nó ngắn đó, bấm hết hành trình nó bung ra ha, cái này mình thấy cũng còn tương đối lắm nè, cán nó hơi cũ cũ thôi, cái màu nó vàng vàng vậy đó ha. À, cái này mình bán 170, mã là F12. Lên mã F13, mình có cái kiềm tuốt dây điện, cái này nè, cái này cái lỗ nó giống như nó tuốt, người ta tuốt lỗ đôi nè,
lỗ đôi nhỏ nhỏ ha. Cái này nó tuột ra ha. Anh em về vô keo lại, cái này nó đóng USA đây nè. Có đóng chữ USA trong đây đó, anh em nhìn thấy ha. Cái này mình thấy nó cũng xịn mà nó hơi cũ thôi. Để mình kiếm dây mình tuốt thử. Đó. Cái này cái lỗ nó nhỏ mình không có đọc được cái thông số. Để mình kiếm cây thước mình đo cũng được. Cái mình đo cái này cái khó đâu. Cái này chừng 1 ly à. Còn cái này là nhỏ hơn nha nè. Cái lỗ lớn nhất khoảng 1 ly, còn cái kia nhỏ hơn ha. Nè, nó nhỏ xíu vậy đó anh em ơi. Lỗ đôi mình nó nhỏ ha. Cái đóng dấu là 5217 nè ha. Đó, cái này nó dễ nha nè. Rồi cái này mình bán 220 ha, 220 ngàn. Nó là F13. Cái cán này mình ngâm dầu nó tuột ra nha anh em. Anh em về vô dầu mỡ lên ha. Y vô quấn keo non cái gì ấy lại. Này nó có đóng chữ USA nè ha. Đó. Rồi cái này mình bán là 220 ha. Mã là F13. Lên mã F14. Mình có một cây. Cái này của Việt Sale. Cái này cán đen. Cái đen là nó chữ C. Chị xe thì cái lỗ nó lớn hơn ha. Mình tuốt thử. Đó. Cái lỗ tuốt của nó nè. Nó cái thông số đây ha. Nó lớn nhất là 5.5, 3.5 với 2.0. Ha, đó. Cái này thì nó xài mấy con ở đây xài lục giác ha. Mà hình cũng không có được đẹp mà cũng không có tệ. Vệt sale. Rồi cái này mình bán là 270 ngàn. Cái đen này nè, ngoại hình nó cũng còn tương đối lắm nha nè. Nó là F14. Lên mã F15. Mình có cây này. Cái này nó có đóng chữ gia băng ở đây thôi ha. Nè. Cái thông số của nó nè. Cái này thì nó xấu ha. Nó lớn nhất là chỗ này. Mình nhìn cũng không có rõ nữa nè. 3.2 cái gì ha, lớn nhất. Đó là 16, 20, 26, 3.2, 1.2. Cái này nó dính sơn á nè. Bữa mình mua cái này nó người ta dán băng keo ở trong đây luôn. Cái kiểu nó vậy ha. Kiểu giống như người ta còn cái miếng vải á. Cái này cái lỗ này là nhỏ quá vậy ha. Nè đó, cái này cái cọng dây này mình tuốt cái lỗ ngoài này, lỗ 16, lỗ 20 ha. Cọng dây này mình tuốt cái lỗ 20 là đúng á ha. Rồi cái này ngoại hình nó vậy nè, chán thì nó có lủng lỗ ha. Cái này mình nó lủng lỗ như này, mình gắn mạnh tay vô là nó qua luôn chỗ này đó nè ha. Đây cũng vậy. Rồi cái này mình bán 160 ha, giá hữu nghị. Mã là F15. Lên mã F16. Mình có cây kìm, cái này kìm cắt tuốt rồi bấm cót, nó cũng đa năng mà nó xài cơ. Cái này mình đo chiều dài là 22. Cái logo này là của Mập Veo ha. Đó.
cái thông số của nó nè, nó chỉ là cái chữ người ta in lên thôi. Cái lỗ này để cắt mấy con ốc nhỏ, mấy con bù lon nhỏ nhỏ anh em. Cắt ngon lành đó. Đây, cắt bút trên đây nó có cái nó không dính. Rồi, cái này mình bán 140 ngàn ha. Mã là F16. Lên mã F17. Mình có một cây cờ lê. Cây cờ lê này của Super Cờ Lê Móc ha. Nó đấy là 105. Ngâm để mình đo ngàm. Ngâm là 7 phân ha. Đó, mở hết gì là được 7 phân. Đó, nó như vậy ha. Đây có dính sơn xanh xanh. Mà hình cũng còn tương đối lắm. Này nó có đóng chữ Gia Lăng ở đây ha. Rồi cái này mã là F17, bán 220. Đây nó có chạy một chút, người ta có xài nhưng nó có chạy một chút. Đó. Nó có chốc xì lên chút, không phải nó dính cái gì ha. Rồi cái này mình bán 220 ha, mã là F17. Lên mã F18. Mình có ba cây này nè. Ba cái cờ lê dòng của Super. Cái này 10, cái nhỏ nhất nè. Đầu 10, đầu 12 ha. Mình đo là 19 năm. Mình đo chiều dài trước đi anh em ơi. Cây thứ hai là 24 năm. Cây thứ ba là 28 năm ha. Đó. Cái này nè. 10 với 12 của Super. Ha. Cái này là 14. 14 với 14 với 17 ha. Ngoại hình nó cũng còn tương đối nè. Của Super luôn. Cái thứ ba là 19 với 22 ha. Cái này thì nó cũng không có được đẹp, anh em, nó bị chóc xi. Bị chóc xi đây ha. Bị chóc xi đây nè, em ha, chóc xi đang miếng. Miếng nào còn cũng tương đối lắm. Ở đây cũng chóc một miếng ha. Và mình bán 3 cây. 3 cây này ha. Số là 10 12 14 17 với 19 với 22 ha. Ba cây của Super đó. Mình đoán là 250 ha. 250 ngàn. Mã là F18 ha. Mình bán 250 ba cây này ha. Bán 250, mã là F18. Mình lên tiếp mã F19. Mình cũng bán 2 cây nữa. Bán 2 cây cho mau hết đồ anh em ơi. Một cây này là 22, cây này 19 nè. Đó là 22 năm ha. Cây này nè, cây này của Top. Còn cái này mình đo 19 năm. Cây của KTC. Cây của KTC thì 10. Đầu 14. Đầu 17. Cây của KTC là đầu 14, đầu 17 nè. Còn cái này của Top là đầu 19, đầu 22. Ngoại hình cũng còn tương đối lắm. Đó, đó chiều ngon lành.
Rồi mình bán hai cây, một cây của Top, một cây của KTC ha, đó là F19, mình bán 250, 250 ngàn. Mình lên tiếp mã F20, mình có một cây này nè, cái này là cây clê đu chuột của Super, chiều dài mình đo là 24 năm, cái này nó 4 số, đầu này 19, đầu 24 ha. Nè, mình xài 19 thì mình xài ra 24 thì cái này nó thuộc vô ha. Còn là bên đây là 17, 21 ha. Đó, nó cũng thuộc vô vậy thôi. Đó, chiều ngon lành. Cái này nó có chốc xi đây. Ta để ta này giống như ta đục vô cái gì ha. Super. Đó, nó vậy đó. Cái này nó cũng không có được đẹp lắm ha, nó cũng hơi cứ gỉ xét, nên về chịu khó vệ sinh lại cho nó đẹp chút. Mình chỉ vệ sinh được nó tới đây thôi ha. Rồi, cái này mã là F20, mình bán là 260 ngàn, cái cờ lê đuôi chuột 4 số nè. Lên mã F21, mình cũng có một cái cờ lê này nè, cái này nó nặng gần đâu cả ký lô gì đó. Thấy gì chứ nó nặng này. Chiều dài mình đo là 28. Cái này đầu 19, đầu 30. Để là số nè. 19 với 30 ha. Đó, nó hơi mở nè. Đầu bên đây là 17, 24 NGK đó ha. Cái này nó để vậy đó, cái này cũng đảo chiều ngon lành. Cái đầu này là nè, nó mình kéo ra gì là 24 ha. Nó mình để gì là 17 nè, đầu này 17 nè, đầu này á kéo ra gì là 30 nè. Mình gắn vô gì ha, gắn vô gì là 19 ha. Đó rồi, cái này đầu này mình kéo ra dài gì nó được khoảng tới đây nó khoảng 65 á ha. Cái đầu 24 này nè, con này mình kéo ra thì nó khoảng 4/8. Rồi, cái này ha, cái này mã là F21, mình bán là 250, 250 ngàn ha. Cái này cái cá nó cũng không có được đẹp nha nè, nó có chạy xước. Rồi mình bán 250 ha, mã là F21. Rồi mình lên tiếp mã X22, mình có cây này nè. Cái này là cái mỡ lọc dầu lọc nhớt gì nè, F chứ ha, F222 nè ha. Cái này cái cây size lớn, cái size lớn, cái đường kính nó lớn, nó 12 ha. Nè, còn mình thâu vô thì nó nhỏ hơn. Có gì 12, ủa sao kỳ vậy, bung ra này nó phải lớn hơn chứ. Nữa 12. Đi vô coi nó nhiều. Sao mà vô nó cũng đo 12 này sao? 11 ha. Còn cái này nó vô được mấy nắp mà. Đó, vậy ha. Thì cái này anh em nhìn thì biết rồi. Cái này mình đo chiều dài từ cái cán thôi ha. Chiều này mình đo gì là 18 nè. Đó. Cái này có chốc xi đang chút hay gì nè. Nè ha, chốc xi đang chút. Còn lại này cũng tương đối ha. Đây để là chi bét này ha, có đóng chữ xe văn ở đây. Rồi cái này mã là F22 ha, bán là 201, 210 ngàn.
lên mã F23. Mình có cây này nè, chim mũi khoan, có mũi khoan là chim có gì chứ. Mình đo cái này coi, nó là 16.7 đường kính. Còn mình đo chỗ cái mũi này coi là 18 nè ha, chỗ cái mũi này nè nè, thì nó khoét chỗ mũi này là mình tính chỗ mũi này. Cái này cái khoan kiểu như khoan bê tông vậy, mình thấy cái mũi này là kiểu khoan bê tông nè ha. Đấy, 18 nè. Cái này của này nó để nó ha. Cái này của Đức á. Chiều dài mình đo gì là 22 ha. Đó. Từ cái phòng này nè tới cái chỗ này là 10. Đó, mình đo cho anh em nhìn thấy ha. 15 năm tới chỗ này nè. Nên còn đo hết trơn là 22. Ở cái mũi khoan này mình bán 100.000 ha. 100.000. Mã là F23. Mình bán 100.000. Lên mã F24. Mình có cái này. Này lâu lắm mình mới bán, mình gặp nó không có đẹp, mình cũng không có chiên mấy này nha anh em, tại vì mình thấy nó đẹp mình mua mình bán chơi thôi. Cái này của Nati, mã của nó là EZT108 ha, là Nati nè, ngoại hình cũng còn tương đối lắm. Thông số của nó mình đây ha, nó có đám chữ ra bằng ở đây đó ha. Nên để mình lấy cục pin mình thử cho anh em coi. Mình có cục pin này đó, đó ha. Nè, nó quay cái mũi ra, mình đã chìm lắm rồi nó quay cái mũi ra ha. Đó, nó 12 cấp số thôi, nó không có búa không có gì chứ ha. Nên có nút lớn nút nhỏ thôi đó, cái này vậy đó. Rồi cái máy này ha, mình bán cái máy này không có bán cục pin nha nè. Cục pin này để mình thử mấy cái máy không thôi, cái thân máy nè không có vỏ pin luôn ha. Cái máy này mình test cho anh em nó chạy vậy đó. Rồi cái máy này mình bán là 400 ha, đó là F24 đó. Cái máy này mình bán là 400.000 ha. Lên mã F25 mình bán 4 món này nè, 4 món này mình bán cho anh em xài gia đình chơi. Rồi bán hết đi anh em, chưa để tùm lum nhà. Đầu tiên mình có con cây cờ lê nhanh, cái này nó cũ à, nó xét à, nó xét ha, răng còn ngon lành nhưng mà nó bị hơi xét thôi ha. Một cây nè, nó xét ở đây nhanh nè, xét trong này ha. Một cây cờ lê này 2 tấc ha. Cây thứ hai là cây này nè, cái cây sao ben gì nè, nó dài là 16 ha. Cái này thì đó, cái này nó cũng có đóng chữ ra bằng ở đây ha nè, nó nhỏ ha, nó vậy thôi mà nó còn đẹp. 2 cây. Cái thứ ba là cây này, cây của Mitsu, cây đen đen này nè, chiều dài là 2 tấc ha. Ngày mở là ngày mở là 20, gần 2 phân rưỡi, miệng không có đẹp đẹp ha, nó có dấu chạy nó có xài. Cái này với lại nó có cái độ gơ nè ha, nó hơi có cái độ gơ ha, cái của Mitsu này nè nó có độ gơ nha anh em đó, mà vẫn còn xài ngon lành ha. Mitsu 3 cây. Cái thứ tư là cây này nè, cái này cái gì mình nó đa năng đa gì mình cũng không biết nữa. Mình thấy nó cái này nó không phải bằng sắt, giống như nhôm gan vậy ha. Này mình xài gì nhẹ nhẹ thôi, mình nghĩ vậy ha. Mình thấy để nằm trong nó không hết nè nha. Đó. Rồi. Đụng được thì nó thấy nó nhiều đầu nè, nó từ 6 tới 15 mm.
đó ha, 10 phân rưỡi nè, nó tùm lum lỗ cho nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái đó. Anh em xài gì nhỏ nhỏ thì có con này xài chơi, kệ đem vô chung bán. Thế mình bán 4 món này nè, cột lại đi để nó lộn á, cái gửi thiếu cho người ta 4 món này ha. Cái này F25 nè. Rồi 4 món này bán là 150.000 ha. Cái này anh em sử dụng gia đình chơi, cái này anh em chốt lại lẹ tay nên mấy cái này thường cái giá này nè, thì khi lâu lâu mình chèn với mình bán ha. Rồi mình lên tiếp mã F26, mình có cây kiềm, kiềm này nè, cái kiềm này kiềm lạ giống như cái kiềm cua vậy đó. Cái này trước đây mình cũng có bán rồi mà nó xấu hơn cái này, cái này thấy gì chứ đẹp nha. À, cái miệng mở lớn lắm, mở ra chồng bạc luôn, 8 phân rồi nè, mở lớn lên nó cũng được nè. Cái này người ta xài gì mình không rõ, nó có hai cái mức gì nè nè. Cái này của KTC đó, KTC ha. Cái này nó có cái đầu quay ra đây thì cái đầu này cũng quay ra luôn, bữa mình có bán cây rồi cũng giống hệt cây này nè, mà nó xấu hơn cái vỏ, nó xấu, cái này vỏ đẹp. Nó để là KTC nè ha. Cái này nó chiều dài, nó đo theo đường cong này gì đi đó ha, 24 đó, kìm lạ này ha, mình dán cái giấy thôi. Cái này mình bán 180, mã là F26 ha. Lên mã F27, mình có cây kiềm này nè, cái kiềm này của Victor. Cái này chiều dài nó là 20.05, gần 21 quá nè, gần 21 của Victor. Cái này nó còn đẹp, lưỡi thịt gịch ta. Dân cũng còn tương đối lắm nè. Mã là F27 ha, bán là 240.000, cái kim cửa Victor này nè. Đó. Mình bán là 240 ha, mã là F27. Lên tiếp mã F28. Mình có một cây kiềm. Cái này nè. Cái này nó còn trong hộp ha. Còn mới. Mình quay cho anh em coi đó. Đây trong hộp mới ha. Cái này size nó cũng lớn rồi. Cái này là 3 bit ha đó. Cái này mới, cái mới thì nói chung là nói mới là đang hiểu ha. Quay lòng vòng nó cũng mất thời gian. Nó chiều dài mình đo là 21.5 ha, 3 bit. Rồi cái kìm này mã là F28, mình bán 400 ha. Cái kìm mới này nè đó, cái lỗ này người ta để sổ dây sổ nhựa gì ha, để nó mình bỏ vô lại ha. Đó nó vậy ha. Cái này mình bán 400, mã là F28. Lên mã F29. Mình có cây rút ly vê của Lotte, cái này nó cũ, chóc sơn đây nè. Đó.
này, cái số thông số nó nè 4.0, 4.8 lại 2.4 ha, cái đầu này là 3.2 nè đó. Nên mình quay vậy cho anh em ta dễ nhìn, mình kiếm cây quê mình rút thử. Rồi, cái này thấy nó cũ như rút ngon lành ha. Cái này của Lotte nè, cái đầu là còn đầy đủ ha, còn đúng. Lotte HR002 trên cán có chóc sơn. Rồi cái này mã là F29, mình bán là 300 nha anh em. Lên tiếp mã F30, mình có cái này nè, cái này cũng rút UV nữa. Cái này của Vassel ha. Đó. Cái này thì cái đầu có nó cũng giống cái kia. 4.8 rồi. 2.4.0. 2.4 với lại 3.2 ha. Để mình kiếm cái quê mình rút thử. Đó. Cái này rút tới đây là nó không rút nữa ha, mình nhả ra, mình rút vô nữa. Nó mới vô. Cái này tại vì cái mình thấy cái bước rút của nó rất là ngắn á nè. Cho nên nó mình phải rút nhiều lần. Đó, nó rút cũng ngon lành lắm, nhưng mà nó mình thấy nó tại vì cái mỗi lần mình rút vậy nè, nó vô ít lắm, cho nên mình phải hết là mình nhảy ra rồi mình rút tiếp ha, rút tiếp là nó ăn thôi. Cái này thì mình thấy nó cũng còn im lắm. Cái này ha. Này tem tôi dán lên nó bị chóc nè, của vệt xeo đó ha. Cái này thì nó bị mất cái dây cột đây, với lại cái cây ở đây nè, cây để người ta mở nó bị mất ha. Rồi kệ nó, mình có được vậy mình bán vậy ha. Rồi cây này mã là F30, cái rút UV này nè đó anh em lưu ý, mình rút gì tới đây không rút được thì không rút được nó thì mình nhả nó ra, là bắt đầu mình rút tiếp là nó được ha. Nó vậy đó. Tới đây là nó không vô nữa nè. Đó. Rút cái nó cũng 2-3 lần nó mới hết cây về ha. Anh em lưu ý cái này ha. Này bởi anh rút thử cho anh em coi nè. Rút thì nó rất là nhẹ. Nhưng mà nó là tới đây nó không vô nữa nè. Mình phải nhả nó ra, rút tiếp. Ha. Nhả nó ra, rút tiếp nè. Rút lần nữa nó mới đứt. Đó, nó dần ra thôi. Mình thấy nó rút nó nhẹ nè. Nhưng mà nè, cái cây này mình rút nè, dần còn ngon lành lắm. Cây này mã là F30, cây rút UV của Vassel này ha. Mình bán là 700 ngàn nha anh em cô chú bác. Cây này ha. Với cái này bên đây thì nó có ố nè, nó em nhìn thấy ha, nó ố đen đen này, giống như nhôm mà nó ố ha. Nên nó có cái tem đây, nó cũng muốn tróc luôn rồi. Nó có đóng chữ giao văn ở đây đó. Rồi mã là F30, mình bán 700. Lên mã F31, mình có cây này nè, cái dít xây chiều dài mình đó là 21 năm. Cái này thì cũng đảo chiều ngon lành. Nói cái này nó không có đóng thương hiệu. Này mình đè như vậy, mình rút cái mũi ra ha. Vậy thì mình gắn cái mũi vô lại thôi. Đó. Đảo chiều ngon lành. Cái này nó có nhiều mũi trong đây nè. Hai cái mũi trừ, một cái mũi do. Cái bịch này là hai cái mũi cộng luôn. Ủa cái này nó tới 3 cái mũi cộng dữ vậy trời. Kệ nó đi, nó có làm sao mình bán vậy ha. Đó, mà cái này nó không có đóng thương hiệu nha anh em cô chú bác. Nó không có đóng thương hiệu. Anh em nghe mình nói ha. Nè,
Mình có mấy cây nó có đóng ra băng, cây này nó không có đóng chữ gì hết. Nhưng mà nó được cái nhiều cái mũi nè, với lại mình thấy nó còn mới mình mua. Kệ nó anh em ơi, giá trị cũng thấp mà ha. Rồi, cái này mình bán 130. Mã là F31. Lên mã F32. Mình có một cục này nè. Cục lồng bọc. Chiều dài mình đo là 17 năm. Cái đường tròn này mình đo là khoảng 5 phân rưỡi ha. Cái đường này mình đo khoảng 12 ly á. Cộng dây mình để cộng dây luộc khoảng 12 ly trở lại thôi ha. Cái này nó chịu tải là 250 kg. Nè nó để nè. 250 kg ha. Nè đóng chữ ra băng đây, cái này nó cái móc này nó vậy nha anh em. Anh em phải kiếm dây hoặc kiếm cái sắt gì anh em bẻ anh em móc nó lên ha. Cái này cái kiểu nó thiết kế kiểu vậy. Bữa mình bán mấy cái kia thì nó có cái móc, cái này nó không có móc ha. Ở đây mở ra được nè. Mở đây ra ha. Đó. Rồi cái này mình bán 180 con rồng rọc này ha. Mã số là F32. Mình lên mã F33. Mình có cây vít. Cái vít này cái vít lực của Tonichi. Tonichi ha. Đó. Dặn nó nhả, mình dặn vô nổi cái lực nó lớn rồi. Là nó mình bấm cho nó tuôn cái tay rồi. Cái này nó xài cái mũi là mình coi mũi mấy ly. Mũi là 6 ly 3 ha. Xài mũi là 6 ly 3. Này cái mũi này của nó vậy đó, cái này lục giác. Mình ở nhà mình hết cái mũi dẹp phải có mình bỏ theo rồi. Nó là 3 ly, 2 ly 9 nè ha, mũi này. Mũi này mình thấy nó cũng không có được đẹp, 2 ly 9 ha. Tại đi nó có của nó vậy, để vậy ha. Đó. Cái dích lực nó cũng không có được đẹp. Của Tonichi ha. Cái giải lực của nó bên đây là nè. Nó tới 12 ha. Ha. Nó mờ anh em. Đó ha. Nó tới 12. Từ 2 tới 12. Nè ha. Đó, từ 2 tới 12. Nhận vô nữa là bắt đầu cái lực nó cứng lên nè. Nó tới đây là nó thuộc cái tay mình rồi nè. Rồi. Rồi, cái này mình bán 200 ha. Mã là F33. Lên mã F34. Mình có cái này nè. Cái này cái lấy dấu. Cái này mình cũng có bán mà lâu lâu mới gặp anh em. Chiều dài 13. Chiều dài 13 ha. Mình lấy dấu mình đè xuống đây thôi. Đó, ha, anh em thấy cái dấu liền không? Nó đẩy xuống mạnh dữ lắm trời. Ha. Nó có đóng chữ ra băng ở đây nè. Ở đây nè ha. Nó rất là mờ đó nè. Đó, ha. Cái gì nên em dễ thấy nè, đó. Rồi cây này mã là F34, mình bán 240. Cây lấy dấu ha. Lên mã F35. Mình có cây kiềm cắt của MCC. Chiều dài mình đo là 21. Cái này cũng còn tương đối nè. Lưỡi còn tương đối lắm. Nó cũng đẹp. Ha. Đó. Mới cắt hai dấu nó có trắng trắng ha. Ngoại hình cũng còn tương đối. MCC ở đây nó có để chữ ra băng ở đây ha. Ở đây nó cũng có để chữ MCC ở đây nè. Đó ha. Rồi cái kìm lưới B40 này nè, mã là F35, mình bán 130. Mình lên tiếp mã F36.
mình có hai cây sẻn, hai cây mình quay từ cây trước đi. Chiều dài gì mình đo, chiều ngang gì mình đo là 7/8 à. Bây giờ mình đo là 29 ha. Một cây. Cái này bề ngang mình đo là 7/7, nhỏ hơn. Nhỏ hơn cây kia ha, 7/7. Chiều dài mình đo là 28/5, ngắn hơn chút. Đó, cái này có cái hình này ha. Cái này nhỏ nè. Một cây. Có đóng chữ gì đây? Cái này thì nó rễ gì ha, nó có dính đen đen gì nè, mình không có vệ sinh nhiều nè, nó có chạy chạy chút đỉnh nè, nó cấn ha, mình cũng không có vệ sinh nổi, mấy này giá trị nó cũng thấp nên rồi mình bán hai cây này ha, em về vệ sinh lại là mấy cái này nó bớt, nó sẽ sạch đỡ hơn. Mình bán 200, mã là F36, mình lên mã F37, mình có một cây thước, thước này không biết đo làm sao nữa. Nó xéo gì mình đo gì là 10 12 đi ha. Rồi. Bề bản này là 1/5 ha. Đó. Cái này nó cái bản nó vậy nè. Cái này nó trắng, nó trơn vậy thôi. Nó người ta có chạm cái hình con chim ở đây thôi. Không có đóng chữ gì hết, nhưng mà mình biết cái này xịn. Cái cây trắng này thấy xịn chứ. Ít gặp hơn cái cây mà cái dễ số vậy nè, mình nói thiệt, nên là thích không thích màu mè thì đây cái này là mua nè. Rồi cái này mình bán 140, trắng tươi không có màu mè gì hết. Mình có cây tiếp theo cũng giống cây đó nè, cái hình con chim cũng giống nhau nè, cũng trắng luôn, không màu mè quá lá hẹ gì hết, cái hình con chim thôi đó. Cái kiểu này nó khác chút, cái này thì nó có hơi đen đen nè. Vậy vệ sinh lại thì nó cũng đẹp ha, nói chung cũng còn tương đối đó ha. Rồi cái này mã là F38, mình bán 150, cây nãy là F37 ha, 140. Lên mã F39, mình có cây này nè, cái này cái đồng hồ đó nè, anh em thấy cái nó quay không, nó quay một vòng là một ly ha nè, đó cái vòng trong này nè, nhưng mình đo một ly gì là nó quay gì là một ly nè, đó ha, cái vòng trong cái này để người ta đo bên mấy anh thợ tiện nè ha. Rồi cái đồng hồ này nè, nó có cái chân này luôn ha, đó cái này đồng hồ này nó cũng không được đẹp, của Mitu Toyo nè ha, đó nó có chạy chạy ở đây nè, chỉ chạy thôi. Rồi, cái này mã là F39, mình bán 340 ngàn ha. Lên mã F40, mình có cây này, cái này là cái kìm bấm 7CR ha. Đó. Dáng là cũng còn tương đối nè, nó đen đen thôi chứ cũng còn tương đối ha. Cái này như nó có cái dấu đen chút thôi nè. Nên nhìn thấy không? Giống như nó dính cái sỉ hàng hay gì đó ha. Chỗ này nè. Chút chỗ này. Đó, bấm lại ha. Ở đây cũng dính sỉ hàng chút. Ta đây bấm hàng đó nè. Ngoại hình cũng tương đối ha. Cái này vai zip của Mỹ. Này nó có đóng chữ USA làm sao nè. Đó, ngoại hình nó vậy ha. Đây có dính sỉ một chút mà ta gõ ra gì nó phiết một chút, trên đây có một chút ha. Ừ. Rồi cây này mã là F40, mình bán 380. F41, mình có một cây kìm bấm của Super, cái này size lớn 25 nè. Cái này ta cũng dùng để kẹp hàng nè, cũng có dính sỉ hàng nhưng mà nó ít hơn cây bữa mình bán, cây bữa mình bán nó dính nhiều lắm, cây này vẫn còn xài kìm bấm được nè ha, nó dính sỉ hàng mà ít ha. Đó nè ha, đen đen chỗ này, còn ra vô không làm nhưng mà nó dính sỉ hàng thôi
Đó. Cái này á, cái ngà mỡ rất là lớn, ngà mỡ lớn dữ lắm, dặn ra nữa nó còn nữa ha. Đó, mình quay gân cho anh em coi, nó có hơi dính sỉ hàng ha, mà nó không có dính nhiều, nói chung gì mình thấy vẫn còn xài kìm bấm được ha. Rồi cái này mình bán là 400 ha, 400 ngàn, nó là F41 ha, mà F41 mình bán 400. Mình lên mã F42, mình có một cây kìm này cũng dạng kẹp hàng nè. Đó, đây là 11 LR, ngoại hình nó cũng không có được đẹp ha, không có được đẹp. Nó có để cái số đây nè, cái này cũng của Mỹ luôn ha, quay zip nè. Đó, mình quay gì đi cho anh em dễ hình dung ha. Đó ha, để người ta kẹp hàng cái gì đó, cái này nó cũng không có được đẹp ha, nhưng mà bãi như vậy là cũng tôi nói rồi, thấy gì chứ mấy cái này xài bền lắm. Rồi cái này mã là F42, bán là 400 ha, 400 ngàn, cái kìm kẹp hàng nè. Lên tiếp mã F43, cũng có một cây giống cái đó luôn, hai cây cũng tương đương nhau mà cũng có dính hàng sỉ hàng chút, đây nó nằm chung cặp. Mình bán kệ, mình bán cây, anh nào em nào mua được cây nào mình bán cây đó ha, cây 400 vậy thôi ha, 11 LR. Đó, mã là F43 ha, cũng của bài zip luôn. Rồi cái này mình cũng bán 400 luôn ha, mã là F43, một cây 400. Lên mã F44, mình có một cây mở đá mài của top, đó cây này cây đỏ, có khi cây vàng không, có khi cây đỏ không, mình cũng không biết đường. Mình bán 140 ha, đó. Cái này nó cũng còn tương đối, không có được đẹp lắm mà cũng không có tệ ha, 140 ngàn, nó là F44. Mà F45, mình có một cây kìm mẫu quạ size 2 tấc rưỡi của Lotter, mở ngàm là 3 phân rưỡi ha, chỉ 3 phân rưỡi thôi, em cũng còn tương đối ha, của Lotter. Cái này nó xài cái mang cá nè, cán nó có cấn đó ha, kệ nó anh em ơi, cấn cấn giá trị nó cũng không có cao ha. Của Lotter nè, 250 nè ha, mấy cái này chỉ xài cũng bền. Rồi cái này mình bán là 140 ngàn, mã là F45. Mình lên tiếp mã F46, mình có cây cảo, cái này nó là cái cảo số 4 á nè, 4 in nè ha, cái này của top, nó có đóng chữ ra băng nè, 4 con ốc này thì còn riêng nhưng mà nó thiếu lồng đền nè ha, mình thấy nó không có, nó mất lồng đền hết trơn rồi. Mà mấy con tán này còn hết ha, con tán này mình thấy, mình thấy nó còn còn riêng nè. Cái này nó có một cái chân phụ cho mình nè ha, đó cái này thì người ta có cái xài, nó có dũa hay sao nó chạy chỗ chỗ này ha, bên đây cũng vậy nè, đó hai cái càng này nó vậy nè, dưới đây ba cái càng này, đó, cái này người ta cũng nè, giống như người ta có dũa hay người ta sao mình cũng không rõ ha, chạy chút thôi. Đó tay này thì cái đầu trên này nè ha, mình thấy cái có cái dấu chạy anh em, mình không hiểu sao ha, cái nó lụm được sao bán vậy, nhưng mà mình thấy nó bị chạy ít lắm, không có ảnh hưởng gì đâu nè ha, mình nhìn mình còn không thấy, đi bãi là nhìn đâu thấy đâu, về vệ sinh ra mới thấy á, tại vì mình đi bãi là nó đen đen anh em, mình không biết đâu cái này gì nè, nó nè chạy nhẹ thôi, nó cũng còn nguyên à, đâu có gì đâu, cái này là không có chạy nè, nhìn thấy không, mình so sánh được ha.
cũng không ảnh hưởng nhiều. Rồi anh em nào dễ tính thì mua xài thôi. Rồi cái này mã là F46 ha, mình bán 670. Đó, cái cảo ba chấu nè. Ngoại hình không có đẹp nha. Cái này nó không được đẹp. Nên mình thấy nó còn xài ok. Đó. Ha. Dặn của nó đây. Còn dặn rồi cũng còn tương đối lắm. Nói chung là nó cũ anh em ơi, nhưng mà nó cũng còn xài tốt ha. Vậy đó ha. Thì anh em nghe mình nói vậy đi. Ở đây nó có cấn chạy chút chỗ này nè ha. Đó. Rồi, cái này ha. Cảo ba chấu của Top. Đó. Vậy ha. Rồi, cái này ha. Cái cảo này nè, ba chấu nè, của Top nè. Để mình đo đi. Đó, cái ti này coi. Cái ti này mình đo là 16 nè ha. Cái tay cảo này mình đo là 13 năm ha. Đó, 13 năm với 16. Rồi, cái này mã là F46, mình bán là 670 ha. 670.000 nha anh em cô chú bác. Cái này ha, mã là F46. Bán 670. Lên mã F47, mình có cây cảo số 4. Cái này còn đẹp nè. Hai chấu. Cái ti giữa mình đo 16, tay cảo mình đo 14 ha. Cái này của AGM. Còn đẹp. Khá đẹp. Hàng bãi mình nói theo kiểu đẹp, kiểu bãi cho anh em vậy là đẹp ha. Chứ mà so với mới là mình không có so ha. Đó, anh em thấy không? Găng còn đẹp không? Ừ, đẹp ha. Có chốc xi đang chút thôi. Ở đây cũng vậy ha. Mà mình nhìn chung quy là mình thấy cây này là đẹp ạ. Nên nó dặn hơi cứng á. Nó là cảo số 4 ha. Đó, của ARM ha. ARM ra băng nè. Rồi, cây này mình bán là 480.000 nha anh em. Mã là F47 ha. Lên tiếp mã F48. Mình có cây Eto. Nè, cây Eto này nè. Cái này mình giảm giá mình bán nha anh em. Ngàm mở là 73 ha. Ngàm nè. Cái này nó cũng nặng trên cả ký lô. Nó có đấm chữ ra bằng ở đây ha. Cái phản trống để mình kèm cho các bạn là hơn 4 phần ha. Đó. Cái này ngoại hình nó cũng còn tương đối mà. Nhà mình thấy người ta có xài qua đó. Nó có hơi cấn. Nè, nó cấn chỗ này một chút nè. Ha, anh em nhìn thấy ha. Đó, nó cấn chỗ này một chút ha. Cái này mở 3 phân thôi. Ngàm mở được có 3 phân rồi ha. Ngàm mở nó nhỏ. Để xài gia đình chơi. Cái cốt này nó cũng có gỗ gỗ nha nè. Ha. Cái này nó cũng nặng lắm. Nặng 1 ký mấy á. Anh em để mình cân coi nó nặng nhiêu ha. Rồi, cái này mình mới cân nó nặng 1,5 ký á nha nè. Rồi, cái này mình bán 320 ha. Ừ, nó có hơi cấn ở đây chút ha. Đó. Cái Eto này nè. Nó cũng còn tương đối lắm ha. Rồi mình bán 320. Mã là F48. Lên mã F49. Mình có con cây này nè. Cục này mình thanh lý ha. Bữa nay mình giảm giá mình bán cục này anh em ơi. Bữa mình đang mình bán không được. Cục này nè. Nó nặng là 6,4 ký. Ngàm nó cũng có bị cấn nè. Cái này ngàm mở lớn lắm. Ngàm mở còn cất hơn á ha. Đó, mình cho anh em coi cái ngàm. Nó nặng không trời. Ngàm nó xấu. Đó ha. Mà tháo ra về xử lý lại thôi. Cái này của Venlip 44.0. Cái này nó mất cái đế ha. Nó bị mất cái đế đó này mình bán. Mình bán mất cái đế mà mình bán chậm ghê. Cái này lỗ.
Lỗ hổng gạch luôn. Đi bãi thấy gì khi mua cái. Cái mình đăng mình bán không được. Rồi cái này mã là F49 ha. Nó nặng là 6,4 kg. Cái này mình bán là 520 ha. Mình thanh lý cái này nha anh em. Để mình dặn vô. Cái này cái ngà mỡ nó cứng ngắt ngon lắm trời. Cũ vậy thôi chứ anh em xài gia đình. Cái này anh em ra bãi mua, giá này anh em mua không được. Cái này mình thanh lý ha. Nè, nó xấu. Mã là F49 của Vinlip. Đó. Ha. Nó bị mất cái đế. Rồi ha, cái này mình thanh lý. Thanh lý giá là 520.000 ha. Mã là F49. Lên mã F50. Mình có một cục này nè. Cục này Eto bàn của Euron 3 1/2. Cái này còn đẹp. Làm xong cái đó xong mình quay cái ngàm cái này ra cho anh coi. Cái này nặng 4,7 kg. Cây Euron mà kẹp bàn. Cái này cũng ít gặp lắm em, nhưng mà nó, cây này mình thấy gì nó cũng đẹp lắm ha. Cái này ngàm mở lớn lắm. Cái này ngàm đẹp nè. Bị cấn cái này chút này, anh em về lấy dũa vuốt rồi thôi. Tại mình để nguyên vậy ha. Ngàm nói chung cái này còn tương đối á. Cái Euron thì nó hơi gơ nhẹ thôi. Cây nào cũng vậy, mới cũng vậy luôn. Đó. Ngàm thì có hơi chạy chút đỉnh thôi. Cấn nhẹ ha. Nè. Euron N735 3 1/2. Cái này cái đế. Đế này là 8 phân. 8 phân kẹp vô cái bàn thì cỡ khoảng 7,5 phân ha. Đó, cái này nè. Euron N735 ha. Này có cái tem mà nó chóc á nè, mình bữa mình mua còn nó về vệ sinh nó chóc rồi mình dục luôn. Rồi cái này mã là F50 ha. Mình bán là 950. Nó nặng là 4,7 kg ha. Bán 950 nha anh em cô chú bác. Mã là F50. Rồi mã F50 cũng là mã cuối cùng của clip hôm nay. Mình chân thành cảm ơn anh em cô chú bác đã dành thời gian xem clip của mình. Hẹn anh em cô chú bác vào một cái clip sau. Bye bye.